nào dùng tư duy của mình suy nghĩ nè. Mình có thể vừa chiên bánh bao, mình vừa chiên tôm này không ta? Được. Đúng rồi, vậy mình chiên bánh chiên bao. Chiên cho em cá bánh bao nha. Em thích ăn bánh bao chiên đó lắm á. Chứ là nếu mà mình chiên con tôm rồi mình không thể chiên bánh bao được, thì mình chiên một cái bánh bao trước. Nhưng mà đợi dầu sôi đã. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà chiên bánh bao là phải ngập dầu á. Thôi, nhiều lắm. Nhưng mà như vậy thì nó chín đều cái bánh bao. Thôi, chín xương xương thôi. Ủa? Dạ, ngoại kiếm cái gì ở đây có nè ngoại ơi. Anh Vũ Hào ơi, anh cần em giúp đỡ anh không? Không có đũa bếp à? Đây, đũa bếp đây anh. Đũa nè ngoại. Cái đũa bếp ngắn đó. Ờ, đó, đũa bếp, đũa đó. Vinh Vinh, cái bánh bao này chiên một hai cái là được rồi đúng không anh? Với lại cái trứng đó mình đập ra hả, mình khuấy lên hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mình khuấy lên cái mình bỏ vô lúc cuối cùng. Đúng rồi. Vậy đúng lúc rồi. Cuối cùng là một cái chảo khác. Không, cái làm nó làm cái chảo này luôn. Vô, đúng rồi. Là mình bỏ hết mấy cái đống này vô luôn á hả? Đúng rồi. Ủa vậy hả? Rồi cái này phải rang riêng hả? Anh Vinh à. À la 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 la. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Anh Vinh à, mình đừng chửi à. Cái hộp tùng Vinh đã đưa ra những cái như là hỗ trợ cho thí sinh rồi. Thí sinh cần thì thí sinh sẽ rung chuông gọi mình ạ. Vâng ạ, thí sinh cảm thấy dầu mãi mãi không nóng ạ. Không biết bếp có vấn đề gì không ạ? Đang lên nè. Để cứ từ từ nó mới nóng chứ. Hay Vi thử nhúng tay vô xem coi nó không ạ. Đẹp không ngu à. Sao mà nó chưa nữa. Lúc này mình làm gì ta? Khi mà trong bếp có những trường hợp này xảy ra, chúng ta sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ bằng cách chơi trò chơi đi. Để mình có sự trợ giúp. Vậy mình ra mình quay đúng, đi. Trong đó, thời gian mà chờ nè. Rồi quay. Ủa sao gì mà chiên nhanh quá vậy? Một phút. Xem clip. Chúc mừng bạn. Ủa? Xem nguyên một clip. Xem nguyên một clip luôn. Xem nguyên một clip. MC đầu bếp rửa chén. À rửa chén. Chưa có chén để rửa luôn. Lát để sau được không bạn chưa ơi? Chưa có chén để rửa vậy thôi. Không phải bạn ơi. Bạn lát nữa đổi luôn được không bạn? Xin lỗi. Ở đây không phải ngân hàng mà gửi tiền. Có nghĩa là gửi lại cái yêu cầu. Nhưng mà chưa có chén đi rửa mà. Thì ráng chịu. Vậy kiếm chén đi rửa cho. Chưa có chén luôn. Thôi giờ sôi rồi thôi mình chiên cái hộp tùng trước. Để cho kiếm cái cho bạn rửa nha. Không nha. Bây giờ là mình rửa liền chứ mình không có chờ đâu nha. À, bây giờ mình chiên cái hộp này nha. À, mình chiên sơ cái này. Trong thời gian chiên sơ cái này mình chiên luôn hai cái bánh bao. Vì chảo cũng hơi nóng rồi. Để tiết kiệm thời gian á mà. Em nghĩ cái đó nên để cho sôi rồi hãy bỏ vô chứ không nó bị chai. Vậy hả? Ừ, để nó sôi rồi hãy bỏ vô. Ờ à. Nhưng mà sao nó hoài nó không sôi vậy? Ây dạ. Từ. Sao anh Vũ Hà chiên rồi vậy? Thì ai biết. Vũ Hà ơi, anh có nhớ là trong clip dạy là mình phải đưa cái càng nó vô trước không? Trong khi nấu ăn ấy, anh không có nhiều chuyện em mà. Chị em chỉ cho anh đó, anh chỉ lại cho em đi. Ôi. Thơm, thơm rồi nha, mùi tôm lên thơm quá rồi nè. Ủa, Vũ Hà, ốc cái tôm xuống, ốc cái tôm xuống. Rồi mình qua đây, bên đây có vẻ rất là thành thạo rồi. Mình coi thử bên đây. Bên đây chưa làm được gì hết trơn. Cái này mình phải làm từ từ thôi. Đó, bên đây nó sôi lên rồi kìa. Cái này bên đây nhiều lên. Mình tạm thời để nó qua đây đi. Mình tính sao với nó, còn này mình chiên con tôm trước. Tại vì anh Vũ Hà anh đã tới cái bước kia rồi. Đây nè. Phải nhớ cho cái càng vô trước để không thôi là cái rau. Cái rau vô trước, nhẹ cái rau có cái càng nè. Không thôi nó sẽ nổ. Vi đi ra đi nổ Vi bây giờ. Thấy không, cái càng vô trước. Sau đó là cho nguyên con này vô. Có một điều mà em thấy rất lạ luôn á ngoại. Người ta ướp bột năng là người ta phải ướp vô cái thịt cái tôm. Bà ướp vô cái vỏ. Bây giờ đó là bỏ bột năng rắc lên cái con tôm mini này. Có chuyện lớn quá lửa không anh? Không lớn là không lớn rồi. Không lớn hả? Vậy lỗ rồi đúng không? Còn con này mãi mãi nó không lên luôn. Sau đó là mình sẽ massage con tôm. Đừng có nổ nha. Em chờ một cái bánh bao chiên nha ngoại. Ngoại lên quay luôn đi ngoại. Quay cái gì? Quay đi anh. Quay được thêm á.
lại được đó hả? Đó, quay một cái, nhiều khi được xem hết clip thì sao? Rồi. Thanh, quay hết con clip đi. Được mọi người ôm. Trời ơi, nè, cái đó em làm được. Dạ, mọi người trên sân khấu ôm. Ôm mọi người ôm lâu lên nha. Ôm. Mọi người ôm lâu lên nha. Ôm. Vậy ôm, cái nó buông ra chứ. Ôm bên kia luôn. Anh ơi, chưa làm cái gì hết trơn, hết trọi hết. Ôm. Rồi, quay nữa không? Không, hết quay ạ.